Thưa bà con, khán giả có tên là Sơn với số điện thoại 01226 3 số cuối 739 tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa có hỏi. Nhà tôi có hai sào giống lúa 838, chất đất đầm lầy hơi chua, thu hoạch thì không thấy hiệu quả, năng suất thì thấp. Hỏi nên trồng giống lúa nào để đạt năng suất cao, hỏi muốn cải tạo đất thì làm như thế nào? Vâng thưa bác, sau đây sẽ là câu trả lời của chuyên gia dành cho câu hỏi của bác. Cái đồng đất mà lại là đầm lầy tức là cái đất mà dinh dưỡng rất là cao, bởi vì nó là tích tụ lâu năm thì dinh dưỡng phải nói là cao, nhưng nó lại là đất dễ bị chua, dễ bị phèn, hoặc là chua hoặc là phèn đấy, thì cũng có thể là nó ở trong cái tình trạng đấy. Dinh dưỡng thì rất cao nhưng có thể là cây không hút được do cái yếm khí hoặc là do cái điều kiện là do chua, thì cái tất cả các yếu tố dinh dưỡng ấy là nó ở dạng khó tiêu mà cây lại không lấy được, vì thế cho nên năng suất nó thấp. Đấy là cái logic của vấn đề. Thế thì bây giờ giống nào trồng cho nó thích hợp thì lại phải căn cứ vào những cái giống trước đây hay trồng ở cái vùng đấy. Chứ còn chúng tôi thì không thể biết được bằng các anh, là vì các anh là người địa phương thì tìm lại những cái giống nào mà dân đã trồng lâu năm, giống địa phương đã trồng lâu năm ở cái vùng ấy thì nó sẽ cho năng suất cao hơn. Đấy là cái khía cạnh nhất. Khía cạnh thứ hai là làm thế nào, đất như thế rồi bây giờ cải tạo như thế nào, thì nó có hai vấn đề này. Một là cái đầm lầy là có thể là cái điều kiện nó yếm khí lâu ngày rồi. Đấy. Thì dinh dưỡng nó ở cái dạng khó tiêu thì thứ nhất, và nó lại là chua, thì thứ nhất là cần thiết, thứ nhất là phải bón vôi vào đó. Nếu đo độ pH mà càng thấp bao nhiêu thì phải tăng cái lượng vôi bấy nhiêu, để làm sao đưa pH nó ít nhất nó phải trên 5,5 trở lên, đến 6 trở lên, đến 7, thì lúc ấy là đất chúng ta mới trở về cái dạng là cái dinh dưỡng nó sẽ trở về cái dạng dễ tiêu, thì cây mới hút được, lúa mới năng suất cao được, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có những cái thời kỳ chúng ta phải rút nước hết đi, cố gắng làm sao phải rút được bớt nước đi, rút hết nước đi, để cho nó những cái yếm khí ở trong đất nó phải thoát ra ngoài được, nó đất nó không bị có khí độc ở trong đất thì nó mới được. Thế còn chuyện bón vôi là bao giờ người ta cũng kèm theo khử bằng vôi rồi thì bao giờ người ta cũng kèm theo là phải bón thêm phân chuồng nữa, chứ còn cái đạm hóa học thì không cần, hoặc là cái lân thì lại cần bón phân chuồng và phân lân. Đấy, thì bà con lưu ý cho tôi là muốn cải tạo cái đất ấy là có mấy cái việc ấy làm thì sẽ cải thiện được cái vùng đất ấy cho cái năng suất cao cho cây lúa. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sục sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân, cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này, cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, vâng, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn
với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tự bán ra khác kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này quan nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn không bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.